thưa bác sĩ, người bệnh tiểu đường thì thường lo lắng ăn cơm trắng sẽ làm tăng đường huyết ạ. Tuy nhiên nếu mà không ăn thì sẽ bị đói. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì trong trường hợp này ạ? Ngoài cơm trắng thì người bệnh có thể có những cái sự lựa chọn nào khác cho mình không ạ? Vâng, cơm thì tất nhiên là chúng ta, cơm là có đường và cơ thể chúng ta cũng cần đường để sống. Vậy thì nó không có gì là có hại ở đây cả. Vấn đề là ăn bao nhiêu thôi. Chúng ta ví dụ như là một người ăn một lưng bát cơm là có 40 gram đường. Sau đó chúng ta, một tiếng sau chúng ta đo lại đường máu mà nó vẫn dưới 11, ok, nửa bát cơm đối với người đấy là chả làm sao cả. Và như thế là hợp lý. Nhưng nếu chúng ta ăn cũng lưng bát cơm như thế, nhưng mà nửa tiếng sau đường máu là 11, nhưng đến sát bữa sau đường máu còn có 3 phẩy chẳng hạn. Vậy thì có cái gì đó lại không hợp lý, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta nên hoặc là ăn thêm bữa phụ, hoặc là nên là ăn nhiều thức ăn hơn để cho cái lúc xa bữa ăn nó không bị tụt, đúng không ạ? Thế còn nếu mà chúng ta ăn cũng chỉ có nửa bát cơm thôi, nhưng sau một tiếng sau chúng ta đo đường máu lên 14 phẩy thì nửa bát cơm đối với người đấy lại trở thành nhiều. Hoặc là chúng ta phải bớt cái cơm đi, hoặc là chúng ta phải tăng cái lượng thuốc lên. Thế xử lý tùy vào từng người cụ thể. Còn bản thân cơm không hề có hại. Vấn đề là khối lượng bao nhiêu cho nó hợp lý. Và điều đấy nó suy ra cho tất cả các loại thực phẩm khác. Không có bất cứ thực phẩm nào là hoàn toàn tốt hoặc là hoàn toàn xấu. Chỉ có cách là chúng ta sử dụng nó ra sao thôi. Và cái bữa mà chúng ta, nếu chúng ta không ăn cơm, chúng ta có rất nhiều các thứ khác để thay thế cơm. Chúng ta có thể ăn bánh mì, chúng ta có thể ăn bún, có thể ăn miến, có thể ăn bánh bao, có thể là ăn khoai, có thể là ăn sắn, có thể ăn ngô, có thể ăn các cái bột ngũ cốc. Nhưng sao cho cái lượng carbohydrate, tức là lượng chất đường của cái thực phẩm đấy nó phải là tương đương. Ví dụ nhu cầu chúng ta ăn một bữa ăn là 40 gram chất đường, thì khi chuyển sang bánh mì thì nó cũng phải ra cỡ khoảng 40 gram đường. Chứ không thể nào mà chúng ta lại chuyển sang một cái, chúng ta ăn cơm đang 40 gram đường là vừa đủ no, vừa đủ sống, đường máu không cao không thấp, chúng ta chuyển sang ngô chẳng hạn nó thành 60 gram thì tự dưng nó sẽ thành nhiều đường hơn. Và cái chuyện này rất nhiều người mắc sai lầm. Tức là chúng ta cứ nghĩ rằng cơm là nhiều đường, cho nên chúng ta chuyển sang ăn khoai. Và một ví dụ như là lưng bát cơm là nó sẽ có 40 gram đường, còn một lạng khoai sọ nó có 24 gram đường. Vậy thì nếu chúng ta ăn hai lạng khoai sọ thì nó sẽ thành ra là 48 gram đường, là lượng đường nhiều hơn nửa bát cơm rồi, đúng không ạ? Và lại còn ăn nhiều hơn thế nữa thì đường máu cao nhiều hơn thế nữa. Thì đây là cái sự là không nhận biết được chất đường nó đi từ đâu, nó sinh ra cái hệ quả như vậy. Chứ còn cơm trắng hay là cơm gạo lứt thì nó có vẻ tốt hơn một tí. Nhưng mà như thế này, theo quan sát của tôi, nhiều người cứ nghĩ là cơm gạo lứt là tốt, thì nó sẽ có hai cái hệ quả là người ta lại ăn nhiều hơn. Vì tất nhiên ta nghĩ là tốt thì nó lại vẫn phải vấn đề là cái khối lượng ăn nhiều, cho nên đường máu nó lại vẫn bị tăng, chứ nó lại không tốt nữa. Và thành ra là chúng ta chỉ có đo đường máu sau khi ăn để chuẩn lại cái chế độ ăn thôi. Còn cái nào cũng có thể là dùng được. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Từ lâu tôi vẫn sống hòa bình với bệnh tiểu đường. Nhờ thường xuyên sử dụng họ tăng đường, Hộ Tăng Đường giúp tôi phòng và cải thiện biến chứng. Hộ Tăng Đường phòng ngừa và hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường. Hộ Tăng Đường bảo vệ tạng trong bệnh tiểu đường. Đừng để biến chứng tiểu đường trở thành gánh nặng